Xin chào tất cả mọi người, mình là Chi Chi đến từ Missy. Ngày hôm nay thì Chi sẽ giới thiệu về một cái sản phẩm khác, đó chính là Elisab Le Parfum Rose Culture. Cái chai nước hoa màu hồng đáng yêu này là cái chai nước hoa đã được ra mắt vào năm 2016, được sáng tạo nên bởi cái nhà pha chế Francis. Chai nước hoa này thuộc vào cái nhóm hương hoa cỏ. Khi mà xịt nó lên da thì các bạn sẽ cảm nhận cái mùi hương hoa cỏ trộn lẫn của hoa hồng nè, hoa mẫu đơn, hoa cam, cam bergamot, rồi quả đào, quả vải, hương vani, rất là nhiều cái mùi hương ở trong đó. Nhưng mà các bạn sẽ cảm nhận rõ rệt nhất đó là hương vị của hoa hồng và hoa mẫu đơn. Nó rất là nhẹ nhàng và tươi mát. Mùi hương của nó sẽ lưu được ở trên da của mình tầm 3 đến 6 tiếng, cũng khá là ok. Độ tỏa hương của nó trong vòng một cánh tay. Nếu như mà bạn nữ nào mà thích một cái mùi hương nó tươi mát, nó nhẹ nhàng, dịu dàng, thì các bạn có thể suy nghĩ đến cái dòng nước hoa Elisab Le Parfum Rose Culture đáng yêu này. Hy vọng rằng bạn nữ nào mà đang có phong cách như vậy sẽ tìm được cho mình cái mùi hương mà thật là phù hợp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.